Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của Hanya Official. Các bạn ơi, có phải là lâu lắm rồi các bạn chưa được xem clip về làm nail này, làm móng tay móng chân đúng không? Ngày hôm nay á, nhân tiện móng tay của mình đang lởm cha lởm chởm này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Móng thì dài này, xong rồi còn bị xước này, như cái móng này này. Đó, các bạn có thấy là kiểu bị bong hết, gần hết móng rồi. Nên là nhân tiện ngày hôm nay thì mình sẽ làm móng mới và quay lại clip cho các bạn cùng xem nha. Đấy, nếu mà các bạn thấy chủ đề về làm nail này hay thì nhớ cho mình một like và một subscribe cho Hằng Nhã Official nha. Nên đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy nguyên liệu lên nha các bạn nha. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đây không phải là một thùng mì tôm đâu, mà đây là nguyên liệu để làm nail của mình này. Mình cũng đã tạo được rất là nhiều nguyên liệu luôn. Đây. Đó, tuy là mình mua mỗi thứ 1-2 chai nên là không được đồng bộ như giống như ở ngoài hàng, nhưng mà cũng có rất là nhiều màu đấy. Được cái là nhiều nhưng mà toàn là đồ hỏng thôi các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình cũng không sử dụng đến. Cái này thì vẫn đang dùng được nè. Bây giờ mình phải tìm mẫu. Để tìm mẫu nào vừa đẹp này, xong rồi là mà mình có sẵn màu thì mình mới làm được các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là tất cả số màu mà mình có nè. Đó, mình sẽ để ra đây. Tí nữa thì mình sẽ chọn màu và làm sao nhá. Còn bây giờ thì làm gì thì làm, phải phá bộ móng này trước đã. Đây, phá nước sơn này nhá. Chúng ta sẽ phá bằng máy mài này. Đây, chúng ta sẽ bật máy mài lên và chọn chế độ phù hợp này. Móng của tớ chắc là số 8 là vừa. Bây giờ sẽ bắt đầu phá. Ôi, các bạn có thấy bụi lên không? Ui, cái này á, bụi ơi là bụi luôn. Làm nghề nail cũng rất là vất vả đấy các bạn ạ. Cái này hít bụi nhiều lắm luôn. Nên là lúc chúng ta phá cái này là phải đeo khẩu trang vào. Đó, như thế là rất là nhanh các bạn thấy không? Phá được một nửa rồi đây nè. Đấy, ta-da các bạn ơi. Vậy là tớ đã xong rồi đây. Ôi. Ôi, các bạn nhìn thấy bụi không? Đây, móng của tớ đã sạch sẽ rồi đây. Đó, như thế này thì sẽ làm được cái khác. Ôi, bụi quá phải bịt khẩu trang lại các bạn ạ. Ôi, các bạn nhìn này. Ở cái tờ giấy mà tớ đã hứng ở dưới này. Ôi, bao nhiêu bụi luôn. Đó. Rồi, ok, bây giờ sẽ đến công đoạn là tớ sẽ cắt ngắn móng đi. Đây là móng thật của tớ các bạn ơi. Bây giờ tớ sẽ cắt ngắn đi để bắt đầu nới móng. Ví dụ như cái ngón này này, tớ sẽ cắt tầm đến đây. Để nối móng vào đỡ bị bật cái móng ở bên trong các bạn ơi. Đó, hai móng như thế này là ok rồi. Tớ cũng muốn nuôi dài nhưng mà cứ dài được một xíu là lại bị gãy các bạn ạ. Xong cái kia rồi, tớ sẽ lau thật sạch sẽ cái chỗ này để chúng ta làm nha. Bây giờ thì tớ sẽ úp móng nè. Cái này là form móng kiểu form tre các bạn ơi. Bây giờ tớ sẽ úp lên. Cái này gọi là nối móng cho dài ra để tí nữa tớ sẽ đắp gel nhá. Đo này. Đó. Chỉ chúng ta chỉ úp cái đầu một xíu này thế này thôi. Đấy, cứ tầm như thế này nhá. Úi dài chưa? Bây giờ cho keo vào để cho chắc chắn nữa nhá. Các bạn ơi, đây, móng tay của tớ sau khi đã dán móng giả xong. Đó, các bạn có thấy giống móng của các hoàng hậu ngày xưa không? Dài ơi là dài, bây giờ tớ mà muốn cầm cái gì này, chỉ cần lấy cái móng cầm luôn này, không cần phải đụng đến thịt. Đây, còn lấy cái này nhá, chỉ cần móc vào đây, đó, như thế này. Nhưng mà cái này thì muốn cầm bút, cầm ấy các kiểu thì cũng cầm được nhưng mà hơi vướng các bạn ơi. Dài như thế này thì cũng không làm được việc nhà nên là tớ sẽ cắt ngắn đi nhá, cắt ngắn đi và tạo form. Cái này mà móng kiểu này thì chắc là các cái ai mà làm quen rồi, với lại là những người nào mà không phải làm gì ấy, thì mới để như thế này thôi. Còn tớ vẫn phải làm việc nên là thôi cắt ngắn ngắn đi để cho tiện thoải mái này, xong rồi là dễ làm việc nữa. Thích hợp nhất đấy chính là form oval, form tròn nhọn này này. Ta-da, các bạn ơi, móng của tớ sau khi đã
giũa form các kiểu nè. Đó, đây là form tròn nhọn này các bạn ơi. Đó. Tớ thì làm không đẹp được giống như kiểu là ở ngoài salon, nhưng mà mình cứ làm tạ tạ thế này thôi các bạn ơi. Tí nữa lên màu chắc là kiểu gì cũng đẹp thôi. Đấy. Làm như thế này, bây giờ nhiệm vụ quan trọng đấy chính là lên màu cho bộ móng này nhá. Đầu tiên thì quan trọng nhất đấy chính là sơn sơn bay. Sơn bay sẽ là sơn liên kết nhá các bạn ơi. Các bạn ơi, sau khi sơn bay xong thì bây giờ thì tớ sẽ đắp gel nhá. Cái hũ gel của tớ cũng sắp hết rồi đây. Đắp gel này là phải nhanh tay các bạn ạ. Đắp ngón nào là phải hơ ngón đấy, không là nó chảy tèm lem luôn. Cái này thì sẽ lâu hơn là cái úp móng. Đấy. Tại vì lâu lắm rồi tớ cũng không làm nên là sợ. Đây, tớ lấy hơi nhiều gel nên là tớ sẽ cho ngón này trước. Đó, các bạn có thấy không? Tại vì màu trắng trong nên là chắc là sẽ cũng khó thấy hơn. Đấy, sau khi làm xong thì tớ sẽ cho vào hơ luôn để cái ngón đấy nó khô luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, các bạn có thấy gel ở trên bút không? Bây giờ thì tớ sẽ đắp ngón này. Đấy, wow. Được cái là trời lạnh này nên là gel cũng sẽ không bị chảy nhanh. Đắp từ chân móng đi xuống này. Đấy, tớ sẽ cuộn tròn gel như thế này và cho nó đi khắp móng. Ở cái ngón này thì tớ sẽ quét một lớp gel lên đây. Xong rồi tớ sẽ ẩn nhũ lên các bạn ơi. Ngón này thì ẩn nhũ lên cho xinh. Đây. Đấy, một ít nhũ này. Rác 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 lên. Đấy, các bạn đã thấy lấp lá lấp lánh chưa? Màu vàng nữa đi. Wow. Đấy, nếu mà đắp gel muốn ẩn nhũ trước, ẩn thì chúng ta phải ẩn trước này. Rồi tớ sẽ lấy một miếng xà cừ này. Cái miếng này gọi là miếng xà cừ các bạn ơi. Đó, để lên nó sẽ được đẹp hơn. Đây, một miếng nữa. Đấy, như thế này á, tí nữa chúng ta không cần phải sơn lên. Ồ, các bạn thấy đẹp chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta mới lấy gel để đắp lên. Làm bằng gel này tuy nó lâu, chắc là phải tầm gấp 3 lần cái úp móng xong rồi sơn luôn các bạn ơi. Nhưng mà tớ nghĩ là nó sẽ bền hơn. Bắt đầu là hơi nóng nóng rồi các bạn ơi. Tại vì móng của tớ làm nhiều mà. Bây giờ hơi nóng rồi. Tầm như thế là đã khô khô rồi đấy các bạn ơi. Nó sẽ không bị chảy ra nữa. Nên là cái bất lợi là phải làm món nào phải hơn món đấy là như thế đấy. Các bạn ơi, sau một tiếng đồng hồ mài giũa và đắp này các bạn ơi, cuối cùng thì móng của tớ cũng đã xong rồi đây. Đấy, nhưng mà vẫn đang một màu như thế này thôi. Bây giờ lên màu thôi. Không biết là mình sẽ làm màu nào cho đẹp đây. Tớ thì tớ thích làm màu nổi nổi, nhưng mà mấy cái màu đấy thì lúc nào mà móng mình mọc dài ra thì nó sẽ bị lộ chân móng. Đây, ví dụ như là màu đỏ này. Đó. Nhưng mà như thế bị lộ chân móng thì sẽ rất là xấu thôi. Nên là chắc là sẽ làm mấy cái móng thạch thạch trong trong nhá. Bây giờ để tớ lên mạng để tớ tìm mẫu để xem nhá. Mẫu nào đẹp thì chúng ta sẽ làm theo mẫu đấy. Wow, mấy mẫu này đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, hơi bị nổi bật luôn. Ui, có màu này á. Màu thạch trong suốt cũng đẹp này. Wow, màu này đẹp này các bạn ơi. Vừa đẹp này, xong rồi form cũng giống form của tớ. Và cái này sơn thạch, nếu mà móng dài ra thì nó cũng sẽ không bị lộ nhiều. Hay là mình làm cái mẫu này đi. Mẫu này thì có hai viên đá to như thế, không biết là có vướng không nhỉ. Nhưng mà mình cứ làm mẫu này nhá. Ê, các bạn thấy mẫu này có đẹp hay không nha. Bây giờ thì tớ sẽ chọn màu. Tớ thì sẽ không có màu y hệt như thế này, nhưng mà chắc là tương tương tự thì cũng có đấy. Đây, tớ sẽ sơn lên. Ôi, các bạn ơi, chắc là các bạn không nhìn thấy gì đâu đúng không? Tại vì cái màu này giống cái màu bên dưới quá. Đấy. Ok. Đấy, nó như thế này không bị lệch tông so với da, nên là lúc mà móng nó dài ra thì sẽ không bị lộ đó các bạn. Quan trọng là điều đó. Sơn như thế này thì tớ sẽ sơn tầm
Hai nước là ok nha, độ dày vừa phải. Sau khi sơn xong thì tớ sẽ lấy bút để vẽ thêm một hai cái đường. Đấy. Đấy. Để trang trí ấy các bạn. Đấy. Mình phải vẽ thật là mảnh mai các bạn ạ. Có một dấu X ở giữa, tí nữa thì tớ sẽ đính một viên đá lên đây này nhá. Bây giờ phải sửa lại một xíu nữa. Ta là bây giờ thì tớ sẽ gỡ cái sticker này để dán lên móng nha các bạn nhá. Đó, cái này là chấn neo đó. Đây, dán chéo lên. Đấy. Miết này. Từ bị lệch mất rồi. Đây, cho nằm ở đây đi các bạn ơi. Rồi. Miết thật là chặt. Xong rồi tớ sẽ cắt cái phần này đi. Đấy. Phần này thì tớ sẽ dán đối diện bên này nữa. Đấy. Như thế này nè các bạn. Đó. Đèn đèn, bây giờ cắt cái phần thừa đi. Chỗ này nữa. Đó. Ta là thế là đã dán sticker sang một ngón rồi nè. Ở ngón trỏ này thì tớ sẽ dán một cái logo của Chanel nè. Đấy. Miết luôn. Đó. Bé bé xinh xinh các bạn ơi. Ở ngón giữa này thì tớ sẽ cho một cái charm lên đây nha các bạn nha. Lúc nãy định cho một viên đá nhưng mà nhìn đá nó bé quá. Đây, tớ sẽ cho cái charm hoa. Đấy. Không được chạy lung tung. Đó, các bạn thấy không? Nhìn bên này Chanel nhưng mà bên này có hoa, nhìn nó không hợp lắm. Nhưng mà kệ đi, mình làm vui là chủ yếu. Có cái gì đẹp đẹp thì mình sẽ cho hết vào. Các bạn ơi, cuối cùng thì móng tay của tớ cũng đã xong rồi nè. Đây, đây là cái bộ móng tay của tớ ngày hôm nay. Đó. Thay vì gắn đá thì tớ đã thay bằng gắn hoa vào các bạn ơi. Hai ngón hoa cực kỳ xinh luôn. Đây. Đó. Còn đây là hai ngón cái nè. Hai ngón cái thì tớ đã dán sticker. Dán sticker như thế này thì vừa nhanh này, vừa đẹp hơn các bạn ạ. Đỡ phải vẽ. Vẽ vời thì vừa lâu rồi. Xong rồi là mình vẽ không được đẹp giống như kiểu là in như thế này đâu mà. Đấy. Thế là chỉ cần cái này, bộ này tớ làm chắc tầm là 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng gì đấy. Ngồi 2 tiếng rưỡi 3 tiếng, đỡ phải đi ra ngoài hàng, tiết kiệm được mấy trăm nghìn đấy các bạn ơi. Mà cũng có một bộ móng rất là đẹp luôn. Các bạn thấy như thế nào? Tớ thì tớ thấy cũng đẹp. Không biết là như thế này, mình buộc tóc có bị vướng không? Cũng không vướng lắm đâu. Như thế này nha, không bị làm việc nhà đâu. Có móng tay dài đẹp như thế này á, làm việc nhà thì móng sẽ bị ngấm nước xong rồi dễ bung đúng không các bạn? Các bạn chấm cho bộ móng của tớ được mấy điểm thì nhớ comment ở bên dưới nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.